Nam mô Bụt Đa á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ sư ạ, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, xin kính chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp. Xin mời Ngọc Trân đọc bài kinh Tam Bảo ạ. Xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ, Nam mô Bụt Đa á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ridi sikarata te chantali ke vimane di bera te chagame charu anagahane ge hawa thom hi ke te phom ma cha yang tu de wa chala thala visame ya kagan tha panaga ti thanta Santi ke yang muni wara wacanang sa thawo me sunantu thamma sawana kalo ayam fadanta thamma sawana kalo ayam fadanta thamma sawana kalo ayam fadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyam bi Buddhang saranang gacchami Tutiyam bi Dhammang saranang gacchami Tutiyam bi Sanghang saranang gacchami Tatiyam bi Buddhang saranang gacchami tatiyam bi dhammang saranang gacchami tatiyam bi sanghang saranang gacchami iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca carana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisadhammasa Ratisattha deva manusana Buddho bhagavati nathi me saranang anyang Buddho me saranang varang Ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalang Uttamange na vandehang padapang som Varutamang buddhe yo kalito do so buddho Kamatu tang mamang Swakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko Ehi pasiko opanayiko pachatang veditapo Vinyuhiti nathi me saranang anyang dhammo me saranang vara Ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalam Uttamange na vandeham Dhammang chaduvithang varang Dhamme yo khalito doso dhammo Khamatu tang mamang Subhatipanno bhagavato savaka sangho Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani atha purisa bhongala Ê sa pha ga wa to sa wa ca sang kho A hu ne yo pa hu ne yo da khi ne yo An cha ni ka ra ne yo anu ta rang Bun nhang khe tang lo ka sa ti na thi me Sa ra nang an nhang sang kho me sa ra nang wa rang Ete na sacca vacce na hontu me jaya mangalam Uttamange na vandeham sanghang chaduvithottamang Sanghe yo khalito doso sangho khamatu tang mamam
Văn đà mi chê ti yang sa băng sa ba tha nê su ba ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bu tha ru băng sa ca lăng sa đa sa mu thê a tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha Tê sang tham mạnh cha sang thành cha a đa đề na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha về na han toa sa bê u ba ta về an đề ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu thê pan cha pan nha san cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke ta sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng Tê sang tham mạnh cha sang thành cha a đa đề na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha về na han to sa bê u ba ta về an đề ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu thê na vu ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke Vì sa ti sa ta sa sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang thành cha a đa đề na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha về na hòn to sa bê u ba ta về a ni ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa bê bu ra thi ma ya di sa ya sa ta a về ra su ki hòn do sa bê bu ra thi ma ya nu di sa ya sa ta a về ra su ki hòn do sa bê da khi na ya di sa ya sa ta a về ra su ki hòn do sa bê da khi na ya nu di sa ya sa ta a về ra su ki hòn do sa bê bai chi ma ya di sa ya sa ta a về ra su ki hòn do sa bê bai chi ma ya nu di sa ya sa ta a về ra su ki hòn do sa bê u ta ra ya di sa ya sa ta a về ra su ki hòn do sa bê Uttaraya nudisaya sata avera sukhi hontu sape Uparimaya disaya sata avera sukhi hontu sape Hetimaya disaya sata avera sukhi hontu sape Sata avera hontu sukhita hontu nidokha hontu abhya pacha Hồn tu ani kha hồn tu di kha yu kha hồn tu aruga hồn tu sampati hisami chan tu suki atana pariharan tu dukha patta chani dukha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hồn tu sape pipanino Akasatha jafumma tha dewa naga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu sasanam Akasatha jafumma tha dewa naga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu nogaru Akasatha jafumma tha dewa Mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu nyata yo Akasatha jafumma tha dewa naga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu panino Akasatha jafumma tha dewa naga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale sadhu 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 dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic thầy giảng tiếp bài học cho chúng con ạ kính thỉnh sư ạ
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Xin chào lớp. Bây giờ hôm nay thì mình sửa tiếp bài tập nâng cao của quyển 2. Nhà cô Trân bốt bài lên để sư đọc trước, rồi sau đó mời lớp mình đọc bài, rồi sau đó mình sửa bài. Mình sửa được vài ba buổi nữa, cho đến khi mà học quyển 1 kết thúc thì chúng ta khai giảng cái quyển 3 trời dạ. Lớp này. Rồi giờ sư đọc trước ha. Câu 1: Rajapumara Khatiya Kulasa Paweniya Dathanang Rajapituno Cha Rajanagare Mahajanasa Cha Atano Atano Sipani Desesi. Câu số 2: Idani Sitatha Rajakumaro Cha Yasothara Nama Rajakumari Cha Solasahi Ayupamanehi Paripunna Ahesung Sesa Pokala Cha Yitesu Yasothara Rajakumari Pimpawa Phát đà cái cha na wa na ma ra cha u ma ra sa a ca ma he si a ho vi a tha si tha tha ra cha u ma ro ya so tha ra ra cha u ma ri ya sa ra hu lo na ma a pi ru pa ra cha pu tang la pi câu số 5 Maha Pacha Pati Gotami Devi Raja Umarasa Matucha Patama Vayato Tang Posika Apawi. Rồi lần nữa ha. Raja Umara Katiya Kulasa Pawe Niya Dathanang Raja Pituno Cha Raja Nagare Mahajana Sacha Atano Atano Sipani Desesi Idani Sitatha Raja Umaro Cha Yasothara Nama Raja Umari Cha Solasahi Ayupamanehi Paripunna Ahesum Se Saha Pokala Cha Yite Su Yasothara Raja Umari Bimpawa Pada Kajana Wa Nama Raja Umarasa Akka Mahesi Apuwi. Cái chữ Akamhesi này mình sửa lại cho sư cái chữ bằng cái chữ Pariya đi. Pariya là người vợ. Atthasitatha Raja Kumaro Yasothara Raja Kumariya Saha Rahulo Nama Apirupang Raja Putang Lapi Mahapajapati Gotami Devi Raja Kumarasa Matuk Hà Phật Tham Vaya Tổ Tăng Bồ Sĩ Ca Áp Huy Pariya sửa lại gì chết người bỏ đi. Rồi mày lớp giơ tay lên để đọc bài của Phúc Chiên ơi, mày lớp đọc bài. Dạ. Yeah. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc năm câu từ Bali dịch sang Việt ạ. Câu số 1. Raja Kumara Khatiya Kulasa Thaktanang Raja Pituno Cha Raja Nagare Maha Chanasa Cha Aktano Aktano Sipani Desesi. Câu số 2. Idani Sithatha Raja Kumaro Cha Yasothara Nama Raja Kumari Cha Solasahi Ayubba Manehi Paripunyana Ahesung. Câu số 3. Saha Bhukala Cha Yi Tesu Yasothara Raja Kumari Bimba Wa Phakda Chana Wa Nama Raja Kumarasa Phariya Afhawi, Afhawi. Câu số 4.
Akha Siddhartha Raja Kumaro Yasodhara Raja Kumari Riya Saha Rahulo Nama Afirupang Raja Bhutang Lafi Kausunam Maha Bacha Pati Gautami Dewi Raja Kumarasa Matukcha Bhakthama Vajato Tang Bosika Afawi Thư sư xin hết. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ba tiếng Bali dịch sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất, Raja Kumara Khatiya Kuslasa Baveniya Dathanang Raja Bibut Raja Bituno Cha Raja Nagare Maha Chanasa Cha Atano Atano Sipani De Se Si. Câu số 2, Idani Sitatha Raja Kumaro Cha So Yasothara Nama Raja Kumari Cha Solasahi Ayupamanehi Paribunna Ahesung. Câu số 3, Saha Bhukgala Cha Yi Te Su Yasothara Raja Kumari Bimba Wa Phatba Kachana Wa Nama Wa Nama Raja Kumarasa Pariya Afawi. Câu số 4, Atha Siddhartha Raja Kumaro Yasothara Raja Kumariya Saha Rahulo Nama Afirupang Raja Bhutang Lappi. Câu số 5, Maha Bacha Bati Gotami Dewi Raja Kumarasa Matucha Bathama Wayo Wato Bathama Bathama Wayato Tăng Bosika Á Phá Quý. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất, Raja Kumara Khatija Kulasa Paveniza Dathanang Raja Pituno Cha Raja Nagare Maha Chanasa Cha Atano Atano Sipani Desesi. Câu số 2, Idani Siddhartha Raja Kumaro Cha Jatso Thara Nama Raja Kumari Cha Sola Sahi Azu Pame Pama Nehi Paripuna Ahesung. Câu số 3, Sahapuk Gala Cha Jitesu Jatso Thara Raja Kumari Bimba Wa Phakda Kacha Nawa Nama Raja Kumarasa Phariya Afawi. Câu số 4, Atha Siddhartha Raja Kumaro Yasothara Raja Kumariya Sadha Rahulo Nama Afirupang Raja Bhutang Lafi. Câu số 5, Maha Pachapati Gotami Dewi Raja Kumarasa Matucha Pathama Wazato Tang Posika Á Phá Ví. Bạch sư, con xin hết ạ. Con cảm ơn ạ. Xin mời Phật tử Phương Thi ạ. Phương Ti ạ. Dạ, con xin đọc Bali sang tiếng Việt câu số 1. Gajak Kumara Kathi Yak Kulasak Bhavenitya Dathanang Rajak Bituno Chak Rajang Nakra Re Maha Yak Nasak Cha Atano Atano Sipani De Se Si. Câu số 2, Idani Siddhartha Rajak Kumaro Chak Yosathara Nama Rajak Kumari Chak Solasahi Ayupamanehi
Pariputna Akhesum. Câu số 3. Sahabut gắt là lá và vị dí tê su và số thác ra già gạt khu mạc rì bình bà và thà đà khắc trà nà và nạc mắt ra giác khu mà rắc xà bắc rí già bắc thà rí. Câu số 4. Ác thà xí đắc thà gà giác khu mạc rồ giác sô thắc ra giác khu mà rí già xà hắc ra khu lô nạc mắt ác hít rút bằng ra giác bút tăng lạc ký. Câu số 5. Maha bắc già bà tí gô tàm mí đề ví ra giác khu mạc rắc xà mắt tút cha bắt tháp mà vắt giác tù tăng bút xí ca bắt thà ví. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc phần dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Ra cha cu ma ra khắp chí giá cú lắc phá ba quê ni già các thành năng ra cha pí tu nô xá ra cha na ra về ma hà cha nát xá cha etano etano sipani de si si ý đà ni sip thách thá ra cha cu ma rô cha ra sô thá và na má ra cha cu ma ri cha sola sahi azupa manehi bagi bunna ahesum. Câu số 3. Saha bút ra lá cha di tê su ra sô tha ra ra cha kumari bim ba wa khắc đà các cha na wa na má ra cha kumara sa kaviza a kavi. Câu số 4. Á thá thích thách thá ra cha cô mà rồ ra sô thá ra ra cha cô mà ri ra cha cô mà ri ta há ra hư nồ na má á phí rù tăng ra cha tăng ná phí. Câu số 5. Má hà tát cha tát tí gô tá mì gột tá mi đề quỳ ra cha cú ma rất xá na túc cha ta tha máu qua gia tô tăng bồ xí ca á pha quý. Là sư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa con kính đảnh lại sư và con xin chào đạo tràng. Con xin đọc bài câu số 1. Ra cha cú ma ra Katiya kulasa pave niya datta nang raja pitu no cha raja cha nasa cha atutno sipani de se si. Câu số 2. Idani sitatha raja kumaro cha yaso thara nama raja kumari cha đồ la tha hi ayupa ma nehi pari punna ahe sun. Câu số 3. Saha ukala ra chi te su yaso tha ra ra chakumari bimba va bát đà cách cha na va na ma ra cha cu ma ra sa pa ri ya a ba vi. Câu số 4. A tha si ta tha ra cha cu ma ro ya so tha ra ra cha cu ma ri ya sa ha ra hu ro na ma a bi ru pang ra cha pu tang la bi. Câu số 5. Maha Pachapati Gautami Devi Raja Kumarasa Matucha Patamat
Pajato Tăng Phô Sĩ Ca A Ba Vi. Dạ con xin cảm ơn, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài câu số 1. Raja Kumara Khatiya Kusala Tani Paviniya Dathanang Raja Pituno Cha Raja Nagare Maha Janasa Cha Atano Atano Sipani De Sesi. Câu số 2. Idani Siddhatara Chakumaro Cha Yasothara Nama Raja Kumari Cha Solasahi Ayupamanehi Paripuna Ahesum. Câu số 3. Sahapukkala Jayitesu Yasothara Raja Kumari Bimbawa Pada Kachana Wa Nama Raja Kumarasa Pariya Appawi. Câu số 4. Atha Siddhatha Raja Kumaro Yasothara Raja Kumariya Sahara Hulo Nama Api Rubang Raja Putang Lapi. Câu số 5. Maha Pachabati Gotami Devi Raja Kumarasa Matucha Patim Patamawa Yato Tang Bosika Appawi. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc bài dịch và lấy sang tiếng Việt. Câu thứ nhất, trời trẻ cú mơ ra, khách tí giá, cú sách tách xá, bé quên ní giá, đất thà năng, trời trẻ bí tú nô, trẻ, trời trẻ ná gá rê, mê hà trẻ ná xá, trẻ át tân nô, xíp bà ní, trẻ xê xí. Câu số 2. Ý định ý xích đất thá ra trái cú mơ rô chá, giá sô thá ra nam má, ra trái cú mơ rì chá, sô lá sá hí, ayu bá mà nê hí, bá rí bún nê á hê sung. Và số 3. Sẽ há bút ghê lá, trà dí tề xú, giá sô thá ra trái cú mơ rì, bình bà, hoa, phát đà cách trà, nà, hoa, nà má, ra trái cú mơ rách xá, phá rí già, á phá quý. Câu số 4. Á thá xích ít thá ra trái cú mơ rồ, giá sô thá ra trái cú mơ rì già. Rê trê cú mơ rí dè sá há rê hú lô nà má. Á phí rù bằng rê trê bút tăng lá phí. Câu số 5. Má hà bá trà bá tí vô tâm mi đề quỳ rê trê cú mơ rá sá. Má tút trà bá thá má quá giá tô tăng bồ sĩ ca áp phá quý. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất, Raja Kumara Khatiya Kulasa Kulasa Pa Wê Ni Ya Đắc Ta Năng Ra Cha Tu Tu Ngô Cha Ra Cha Na Ga Rê Ma Ha Ya Na Sa Cha A Ta No A Ta No Sim Pa Ni Đề Sê Sĩ.
Câu số 2. Idani Siddhartha Raja Kumaro Cha Yasothara Nama Raja Kumare Cha Solasahi Ayupa Manehi Paripunna Ahesun. Câu số 3. Saha Pugala Yaji Sesu Yasothara Raja Kumari Bimbawa Pada Chachana Wa Nama Raja Kumarasa Pariya Afawi. Câu số 4. Atha Siddhartha Raja Kumaro Yasothara Raja Kumariya Saha Rahulo Rahulo Nama Afirupang Raja Putang Lapi. Câu số 5. Maha Vaya Pati Gautami Dewi Raja Kumarasa Matucha Patha Ma Wayato Tang Osika Afawi. Dạ, bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Thưa sư, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Là chá cú mà ra phát tí giá cú bát xá báo quê ní già phát thá phát thà nặng là chá bí tú nồ chá gà chá má à chá nát xá chá át tá nô át tá nô sĩ bà mỹ đề xê sĩ. Câu số 2. Ý đăng ý đà lý xích hát thá là chá phú mà dồ mà chá là chá phú mà lô chá rá sô thá là nà má là chá cú ma ri chá sô la si hi sa hi hi a ru ba ma ne hi ba ri bu na a he su. Câu số 3. Sa ha bu ga la chá ti te su ra sô tha ra ra giá sô giá sô tha già ra giá cú ma ri bim bà quà phát đà cách chà nà quà na má ra giá cú ma rát xá phá ví ra á phá quy á phá quy át thả xích át thả ra chá cú ma dồ. Câu số 4. Tất xá sô thả ra ta chá cú ma dí ra xá hà ra hú lồ nà má á phí rù bầm bằng ra chá cú tăng lá phí. Câu số 5. Mà á má na bách má na bá cha bá tí vô tà mi đề quy ra chá cú ma rát xá ma túc cha bát há ma quá chá tô tăng vô sĩ ca á phá quy vô tí quý. Tán sư con đã đọc xong. Dạ thưa sư, quý Phật tử đã đọc xong bài ạ. À, bây giờ mời lớp chọn mỗi một người một câu để mình sửa bài đi.
Câu số 1 nha Phước Duyên. Câu chọn câu số 3 Phước Duyên. Dạ, dạ. Một chân thấy. Như cô chọn câu số 1 là cô giữ thủy làm rồi đó thôi. Cô đăng đầu tiên mà. Con thấy đăng lên. Cô giữ thủy làm, chị giữ thủy làm rồi á cô. Vậy cô làm câu số 4 hay số 5 thì cũng được. Dạ cô làm số câu 4 đi. Câu 4 đi ha. Dạ. Dạ. Dạ còn câu 5. Trang ơi, ghi giùm cô nha. Dạ. Ghi một câu câu số 3 nha. Dạ. Rồi con viết một câu. Công chúa Yashodhara phải Bimba hoặc Phát Đa Cát Cha những nhân vật đồng xanh đã trở thành vợ của thái tử. Rồi xong, cảm ơn con. Dạ còn câu 5. À, con ghi câu 4 giùm cô luôn Trần. Dạ rồi cô bảo đọc. À, lúc đó thái tử Siddhartha cùng công chúa Yashodhara ra có được hoàng nam Rahula khôi ngô tuấn tú. Rồi, cảm ơn Trân. Chị làm cái năm luôn rồi chân. Thưa sư, các Phật tử sửa xong 5 câu rồi. Dạ thưa sư, các Phật tử sửa xong 5 câu rồi sư. Bây giờ chúng ta xem câu 1. Raja Kumara Khatiya Pulasa Puwe Nija Dathanang Raja Pituno Cha Raja Nagare Mahajana Saja Atano Atano Sepani Desesi
Thì ở đây mình có chủ từ đó là Rajakumara. Mình có động từ đó là Desesi. Thúc từ là Sipani. Sipani. Ở đây mình có chữ Pauliniya nó ở cách thứ ba, nhưng mà trong tiếng Việt mình khi mình dịch cái chữ đó thì nó dễ nghe hơn, tức là dịch chữ đó trước. Nếu mình dịch cái cách thứ ba thì mình phải dịch luôn cái cụm nó là Khattiya, cái từ Khattiya Kulasa. Nó được xem như là một cụm, nó đi cùng với nhau trong trường hợp này. Thì nó là theo truyền thống của dòng dõi hoặc là của dòng sắc đế lị. Dòng sắc đế lị không phải dịch vậy là không đúng. Đại chúng sẽ được tập trung, không phải. Nếu dịch vậy là cái chữ đại chúng nó giống như là chữ từ, cho nên phải dịch chữ từ, tức là các hoàng tử. Các hoàng tử. Trở lại đi. Theo truyền thống của dòng sắc đế lị phải. Các hoàng tử. Các hoàng tử đã biểu diễn. Diễn tài nghệ của mình cho dân chúng. Biểu diễn tài nghệ của mình, những tài nghệ của mình của mình cho dân chúng, cho đức vua chúng, cho đức vua trước lỡ, cho đức vua, cho dân chúng, cho đức vua và dân chúng trong lòng toàn thành xem. Câu số 2. Chữ đắc tha năng ở đây nó là quá khứ phân từ. Hiểu nó là như là tính từ đi, nó xài cho cái xài cho cái chữ Rajapitono cha Bera Chanagarem ha Chanasacha, nên khi nó ở số nhiều. Câu số 2. Idani Sithathara cha Kumaro cha Yasothara Namaha cha Kumari cha Solasahi Ayu Pamanehi Paripurna Yesu. Ở đây thì có trạng từ là chỉ thời gian, đó là Idani. Có chủ từ đó là Sithathara cha Kumaro Yasothara Namaha cha Kumari. Cho nên có động từ ở đây số nhiều đó là Yesu. Mà trước động từ ở dạng này thì nó được ghi ở chủ cách, cho nên ở đây mình có chữ Paripurna. Paripurna thì hiểu nó như nó là quá khứ phân từ, nhưng mà dạng này thì họ hiểu nó giống như là tính từ. Nó chi tại nó Paripurna là vì nó đóng vai trò là số nhiều cho cái chữ Sithattha với lại Yasothara. Rồi trước cái cụm đó thì người ta sử dụng nó cái cách thứ ba. Thì mình có đó là lúc bây giờ thái tử Sithattha và công chúa Yasothara đã tròn 16 tuổi. Đã tròn 16 tuổi. Rồi. Câu số 3. Pukala Chaite su Yasothara Raja Kumari Pimpawa Pada Kajana Wanama Raja Kumara Safariya Apawi. Ở đây thì mình có một cái cụm đặc biệt ở định sở cách mà chúng ta phải dịch nó trước. Dạng cụm đó thì phải, mình phải dịch nó trước. Tức là trong các nhân vật đồng sanh.
cứ rồi mình có chủ từ đó là phát Yasothara Rajakumari hoặc là phát đa cái chan ha. Chữ Phariya thì ở đây nó đóng vai trò như là tính từ. Trong các nhân vật đồng sanh, công chúa Yasothara. Cái chai đó là sữa tắm, bà ngoại chế vô dầu gội. Cô bảo tắt mấy Pimpa hoặc là phát đa cái cha chana đã trở thành người bạn đời của thái tử. Đi sửa chứ bà không sao? Sửa thôi, nếu mà các thấy dịch người bạn đời thì nghe nó dạ. Hay hơn tí cái chữ đó thì nghe nó. Câu số 4. Attasiddhattha Rajakumaro Yasothara. Yasothara Rajakumariya Saha Rahulu Nama Apirupang Rajaputang Lappi. Ở đây thì có trạng từ là Attha, chủ từ là Siddhattha Rajakumaro. Với là nó đi với cái cụm là Yasothara Rajakumari Saha, là Saha trước nó hay là sau nó là cách thứ ba. Mình có động từ đó là Lappi, trước động từ thì nó có một cái túc từ đó là Rajaputang, cách thứ hai. Có tính từ Apirupang. Apirupang là bổ nghĩa cho Rajaputang, rồi thêm chữ Rahula Nama, Rahula Nama là tên danh tự riêng. Thì ở đây mình dịch đó là lúc đó thái tử Siddhartha cùng công chúa Yasothara có được hoàng nam Rahula Phương Ngô Chúng Tú, thì cũng được, hoặc làm dịch là có được hoàng nam Khôi Ngô Chúng Tú tên là Rahula. Rồi câu số 5. Mahapajapati Gotami Devi Rajakumarasamatucha Pathamavayato Thang Bosika Apovi. Ở đây mình có nguyên cái cụm chủ từ đó là Mahapajapati Gotami Devi, đó là nguyên cái cụm chủ từ. Mình có động từ đó là Apovi. Trước ở dạng này thì trước nó là một danh từ hoặc là một cái tính từ ở chủ cách, thì ở đây mình có là posika. Posika. Rồi trước nó thì thường là nó một cái túc từ. Pathamavayato ở đây đó là chữ tô, cái vị ngữ tô nó xài thay thế cho cách thứ 5. Hoàng hậu Mahapajapati Gotami đã trở thành người nuôi dưỡng thái tử từ thợ của ấu thơ. Cái này nó dư quá. Ma túc cha nó sơ sơ ma túc cha ra chắc của ma rất sáng. Xin viết hai câu á, nó hơi khó. Bỏ chữ ma túc cha đi, chữ ma túc cha này nó bị dư. Tại nếu mình xài chữ ma túc cha thì mình không có xài chữ ma po si ca. Vậy thì mình copy với chữ Rajakumarasa để là Rajakumarang đi, để kia phía trước Posika bỏ chữ tăng đi.
Rồi mình sửa lại. Thầy có thể bị sửa hơi nhiều cho nên người dịch là chắc chắn là khó dịch rồi. Hoàng hậu Mahapacha Patigotami sửa lại đi. Bỏ cái từ bỏ cụm đầu là được rồi. Như mẫu thái tử, bỏ như mẫu thái tử là được. Hoàng hậu Mahapacha Patigotami là người nuôi dưỡng thái tử từ thuở ấu thơ. Rồi biết vậy được rồi. Thưa sư, cái cách nữa nếu mình muốn sử dụng nó. Thưa sư con xin hỏi, nếu giữ cái câu hồi nãy, câu số 5 mà giữ nguyên văn hồi nãy đó sư, thì mình có thể dịch là hoàng hậu Mahapacha Gotami dì của thái tử đã trở thành dưỡng mẫu, là người nuôi dưỡng thái tử từ lúc ấu thơ. Cái chỗ gì của dì thái tử đó, để mình nhấn mạnh cái hoàng hậu đó là dì của thái tử, mình dịch như vậy đó có được không sư? Ông sư muốn sử dụng lại nè bây giờ, nhưng mà không có xài kiểu đó. Giờ mình xài luôn cái chữ Matucha, nhưng mấy chữ Matucha ở đây là mình biết nó phía trước động từ Aphawi. Không, nếu như cái câu hồi nãy thôi sư, nếu mà dịch gì cũng được thôi sư. Con thấy cái câu lúc đầu á, Phần. Nhi mẫu là nói về là người bảo mật, là nhi mẫu của Tấm Mi thì là người nuôi. Bạch sư, còn con theo con dịch vậy nè bạch sư. Hoàng hậu Mahapacha Tami Gotami là di mẫu của thái tử và là mẹ nuôi của ngài từ thuở ấu thơ, được không sư? Di cột khác, hoặc là di cột khác nữa. Khác nữa. Câu dịch như vậy là cái ngữ pháp nó khác nữa. Nếu như cái câu đầu á, thưa sư, nếu mà dịch gì cũng nghe được á, thưa sư. Di mẫu thái tử là hoàng hậu mà. Hậu mình để đầu, nhưng mà cái mà tôi cha di mẫu mình để sao? Hồi nãy câu con nãy được chỉ là câu nãy xài được chứ không phải không được. Dịch chúng tôi Kim Phúc nói lúc nãy được là hoàng hậu Mahapacha Patigotami là dì của thái tử, là dì của thái tử đã trở thành người nuôi dưỡng thái tử từ lúc ngài từ thuở ấu thơ. Dạ, reset lại câu đó đi, viết lại giống câu cũ nãy đi. Không, cái câu cũ nếu mà di mẫu thái tử là cũng hiểu là như vậy rồi. Di mẫu là người được là coi như là mẹ nuôi của thái tử rồi. Thì cái câu đầu nhìn cái câu tại vì sử dụng mà cái ông Matucha đó nó cũng là một cái chủ từ nữa. Chứ ra chắc cũng Marasa. Không, mình nghĩ như vậy quá. Mình nghĩ cái chữ nó là chủ từ chính hơn. Cái di mẫu là nó đi kèm theo thôi, nó đâu phải là cái chính thức ở trong cái câu được, nó chỉ là phần phụ thêm thôi, phần nhấn mạnh thêm thôi. Là gì của thái tử nếu mà túc cha gì là phải giết theo ở đó cách chứ không giết được cái câu này. Không, con thấy là cô tám là hậu cô tám mi gì của thái tử đi luôn rồi là mới là luôn. Không, sai chữ là mới được, sai chữ là mới được. Là kế chữ cô tám mi luôn ha sư. Là gì của thái tử đã trở thành, là gì của thái tử đã trở thành, đã trở thành
người nuôi dưỡng, người nuôi dưỡng ngài. Từ phở ốc thang ở câu đó vậy. Rồi chúng ta sửa thêm 5 câu tiếp. 5 câu à. Cô sửa câu số 1 nha Trần. Tiếng Ba Lê Việt sang Ba Ly. Dạ. Lớp cứ nhanh lắm, mình có thể sửa được 1 buổi 2 bài. Mà lớp chuẩn bị bài trước đó, mình có thể sửa được 1 buổi 2 bài. Trân trân cho con nhắc 3 cái tiếng Pali nãy xíu. Cho cô ơi, cô nương. Thôi coi câu 3 còn xíu nữa. Dạ dạ. Các thứ phải xem lại với cái thầy, cái này nó không có trong bài giải, phần này là phần thật nâng cao thôi, không có trong bài giải. Câu 1 vậy, các câu còn lại các cô đăng ký. Quên, cô xin dịch câu số 2, tiếng Việt sang tiếng Bali. Dạ. Cảm ơn Trân. Dạ. Câu số 1 có ai dịch chưa vậy? Dạ chưa. Thế thì cô xin dịch câu số 1 đi. Dạ. Còn câu 3, 4, 5. Không mất rồi. Chân câu số 3 có ai làm chưa Chân? Dạ chưa. Ừ, cho chị làm câu 3 đây nha. Dạ. Còn câu 4 không Năm? Trân giúp cô nha Trân. Câu số 2. Dạ. Ra chá cúng Maro. Khách tí vô. Bá về ní già. Đắc hà năng. Ra chá bút tô. Bá về ní già rồi nữa. Đắc hà năng. Ra chá bút tô. Đắc hà năng. Ra cha bút tô cha ra cha biết tú nô chứ ra cha biết tú nô cha ra cha ná gá rê. Má ha
Maha Chanasa Cha Chanasa Cha Atano Atano Sipani Đề xê xí rồi, cảm ơn Trần. Chị làm có bốn rồi đó Trân. Dạ. Cô Năm Lão ai làm chưa Trân? Chưa chị. Chị bó nó luôn này. Sư Phật tử sửa xong 5 câu rồi sư. Xong chưa? Lớp sửa xong chưa? Dạ rồi. Rồi câu 1. Thầy thử Siddhartha và công chúa Yashodhara là phụ hoàng và mẫu hậu của hoàng tử Rahula. Siddhartha Raja Kumaroja Yashodhara
Raja Kumari Cha Rahula Rahura Rahula Raja Kutasa Raja Mata Pita Rohunti câu này nó sai một tí, sai ở trong câu tiếng Việt mình đó, tại cái này mình xài cái chữ thái tử với công chúa, cho nên đến nói con là không biết nói làm sao. Câu này chắc phải sửa lại. Ghi Hoàng Nam, ý là xin nói phụ hoàng mẫu hậu là vua rồi nên thái tử công chúa. Xin nói vậy không biết sao đây con. Thái tử và công chúa là phụ hoàng và mẫu hậu của à, lúc đặt không có nghĩ. Nếu mà sửa lại thì sư phải sửa lại là cái câu này là xuất thọ đa ná đức vua tịnh phạn và lại muốn nói rau lá mà bây giờ lấy chữ rau lá làm chữ từ đi. Hoàng tử rau lá là hoàng nam của thái tử Siddhartha và hoàng hậu Yasa và công chúa Yasodhara. Biết lại cái câu tiếng Việt câu năm có là sơ câu năm rồi, câu đó câu năm có rồi hả? Dạ chết không thưa sư, con thấy câu này cũng nghĩa cũng được mà sư, tại vì nói thái tử Siddhartha và công chúa thì hai cái người này là mẫu hậu của hoàng tử Rahula, phụ hoàng và mẫu hậu, thì câu này con thấy nghĩa nó cũng được mà sư. Được không? Tại con của thái tử người ta con thấy được mà. Không biết thái tử là... và công chúa là phụ hoàng và mẫu hậu thì hai người này là bản thân là vừa là thái tử vừa là công chúa, là thái tử là công chúa mà trở thành là phụ hoàng và mẫu hậu của hoàng tử Rahula, thì con thấy câu này cái ý nghĩa của tiếng Việt cũng được. Được hả? Dạ, dạ được á sư, dạ được ạ. Thì nếu mình được thì mình lấy. À, nếu mình được thì mình lấy, tại không biết chờ xài chữ gì khác. Dạ vậy hay á sư, vậy được. À, rồi, nếu mình được thì mình lấy luôn để khỏi sự. Cái động từ này thì mình có thể viết ở quá khứ hoặc là hiện tại cũng được. Cái này người ta không có bắt mình ở trong trường hợp như vậy. Câu số 2, theo truyền thống của dòng dõi Sắc Đế Lị, thái tử đã biểu diễn tài nghệ của mình cho vua và dân chúng xem. Theo truyền thống của dòng dõi Sắc Đế Lị, theo truyền thống của dòng dõi Sắc Đế Lị, cái này nãy ở trên mình có rồi đó. Theo truyền thống của dòng dõi Sắc Đế Lị thì mình phải thêm cái dòng dõi Sắc Đế Lị này, chữ này nó chưa đủ. Khách Tí Giác Cú Lá với lại phải chia ở cách thứ 5, ở thứ 6, tại đây người ta có nói rõ này, của dòng dõi Sắc Đế Lị. Khách Tí Giác Cú Lá Sát, thái tử Raja Kumaro đã biểu diễn DCC, đã biểu diễn tài nghệ của mình, đã biểu diễn tài nghệ của mình. Ở đây thì chỉ có mình thay tử thôi, cho nên chữ Atano ở đây mình chỉ xài một chữ, bỏ chữ Atano này ra một chữ đi. Câu trên hồi nãy đó là tẩy số nhiều,
ta viết nó hai lần, ở này có mình à, mình bỏ. Là ngày của mình, cho vua Rajapitunu, vua cha, cho vua thôi à? Vua, dạ, vua thôi thì ở đây mình sẽ Rajapitunu. Rajapitunu. Ta để ý là tại nó chỉ thay đổi một chút chút để mình một ít để mình nhớ từ từ vựng thôi, chứ nếu mà thay đổi hết câu thì 10 câu mà từ vựng khác nhau không thì mình không thể nhớ từ vựng được. Với lại cái cho giới hạn của từ vựng của mỗi một bài thì cũng không có cho quá nhiều, cho nên người ta chỉ thay đổi một tí thôi, mình để ý mình viết cho nó chuẩn. Đã thắt xá nữa thưa sư, số ít. Tại em đã thắt xá. Cái gì? Đã thắt, đúng rồi, đã thắt xá. Cái này tại nó làm tính từ cho cái chữ tới hai chữ, tức là ra chát xá chát. Ra chát nó gà rê, mà hà chát nó xá chát. Cho nên ở đây nó phải là số nhiều. Xếp bằng nữa kìa. Xếp bằng. Xếp băng ở đây thì có thể xài số ít số nhiều cũng được. Cái chỗ này thì người ta có thể chấp nhận mình được. Tại biểu diễn thì nó không thể là biểu diễn một cái tài nghệ được, nó sẽ có nhiều cái. Thì chỗ này người ta có thể chấp nhận được. Maha Chanasacha. Rồi được rồi, câu đó vậy. Rồi câu số 3. Hoàng hậu Mahapajapati-gotami đã nuôi dưỡng thái tử từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Mahapajapati, cái này mình viết rời ra ha, cái chữ này người ta viết rời ra chứ không có viết chính. Mahapajapati-gotami, chữ đi viết rời rời nữa. Devi đã nuôi dưỡng thái tử, đã nuôi dưỡng ở đây mình xài động từ đi, xài động từ đã nuôi dưỡng. Possessi, sửa động từ. Nhưng mà tôi cha đã nuôi dưỡng thái tử, copy ghi tử thái tử. Để trước positive, sửa lại ở đôi cách. Chữ ra chắc con ma ra sát nè, hấp phi nó để trước chữ positive. Câu này sai nhiều quá. Tại đã nuôi dưỡng ai đó thì đó là đôi cách. Nuôi dưỡng thái tử. Từ thở, bỏ chữ tăng đi, bỏ chữ tăng, bỏ chữ ma túc cha. Ma túc cha bỏ rồi, mà chưa chi. À, bỏ luôn. Đã nuôi dưỡng thái tử từ thở, ấu thơ, cho đến khi trưởng thành, cho đến khi gì đó thì sử dụng nó cách thứ tư. À. Cái nào sư? Cho quá là cho đến cho tăng nè. Chữ quay giáp bát tăng này, quay giáp bát tát sát. Cái giao quá là phải dùng ở cấp thứ tư luôn hả sư? Cái giao quá là cho đến rồi. Chẳng tự. Cái giao quá là cho đến rồi mà thêm cái thứ tư nữa hả sư? Cái thứ tư nó đi, nó là một cụm nó như vậy. Đây là bát tát sát. Vậy là sao, giao quá là cấp tư hay sao? Có thể viết trước hoặc là viết sau, cái chữ này thì nó không có cố định. Dạ. Câu số 4.
Siddhartha, thái tử Siddhartha cùng với công chúa Yashodhara đã đến tuổi trưởng thành. Siddhartha Rajakumaro Yashodhara Rajakumariya Saha. Đã đến tuổi trưởng thành. Đã đến tuổi trưởng thành thì chỉ cần sử dụng chữ quay giáp bát tăng bát to quay giáp bát to á hô xí là đủ rồi. Mọi chữ ai cũng có ma năng đi. Tại cái chữ quay giá này bản thân nó là nó vừa nói về tuổi vừa nói về cái sự trưởng thành. Quay giáp bát to á hô xí. Con tính làm vậy mà con thấy nó thiếu chữ tuổi không có thêm. Rồi, ở số 5. Hoàng tử Rahula là hoàng nam của thái tử Siddhartha và công chúa Yashodhara. Rahula Raja Kumaro Siddhartha Raja Kumarasa Yashodhara Raja Kumariya Jah Raja Puto Pampati. Ôi, Pampati. Pampati đúng rồi. Pampati, tại đây chủ từ nó là Rahula Raja Kumaro. Rồi. Vậy là xong bài số 3. Bây giờ làm nữa không hay là nghỉ? Muốn làm thêm bài số 4 không? Bài thứ tư. Bài thứ tư con chưa bỏ. Sư, con chưa có chuẩn bị sư. Thôi vậy là tạm bao nhiêu đây đi, bao nhiêu một buổi một bài đi cũng được. Tại phải chuẩn bị mới được. Số 5 á dùng. Bây giờ câu số 5 á dùng hô tí không được hả sư? Cũng được. Phải dùng sáu qua tí. Hô tí, qua tí gì cũng được. Cái đó phần đó nó chỉ là động từ điểm thôi. Nó không có quan trọng. Có một số trường hợp thì nó bắt buộc. Thí dụ là trường hợp trở thành. Nếu mà trong ý nghĩa trở thành là mình phải dùng hô tí. Cái đó là bắt buộc. Còn nếu mà là có, là thì gì đó thì hô tí gì cũng được. Dạ. Trong trường hợp này dùng hô tí cũng được. Dạ, sư cảm ơn sư. Quá khứ cũng được hay sao? Dùng quá khứ cũng được. Làm muốn nói cái đó là đã qua rồi. Dạ thưa sư, còn 10 phút cho đọc ngữ vựng đi sư. Còn ngữ vựng hả? Rồi vậy đọc ngữ vựng đi. Hai trang là ba trang là luôn nè. Ba tờ luôn. Đọc ngữ vựng đi. Cũng được, cũng tốt. Dạ, giơ tay lên đọc ngữ vựng để nhớ một ít thì cũng tốt. Rồi đọc xong những năng nghỉ. Chị giơ tay đi cô Phúc Duyên ngoài lớp đọc ngữ vựng đi. Đọc cái chim dạ. Té. Xin mời quý vị giơ tay đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ. Dạ cô Kim Cúc ạ. Cô Cúc chưa mở mic. Dạ, xin lỗi. Đọc lại, xin đọc lại. Antara qua xá cá y nội. Á phí ru bá khôi ngô tuấn tú. Ahara tí mang đến Uttara Sangha y vai trái, Ubasaka thiện nam, Ubasika tính nữ, Ubahana dép, Etarahi ngày nay, Katipan thana dây thắt lưng, Kanthak cáp xá ngựa Kanthaka, Khắc tí giá cú lá dòng dõi sắc đế lị, Khú rá dao cạo, Ga má
làng Gilana phê sách cha thuốc trị bệnh Khatika Ra Brahma Phạm Thiên Khatikara Chataro Pachaya bốn món vật dụng Chiwara y phục mất rồi. Mất màn hình. Cái chi quá ra tiếp cô. Còn mà cô. Mất màn hình. Đó là con màn hình. Rồi, thấy rồi, cảm ơn. Chi quá ra là y phục. Tí chi quá ra là tam y. Đắc thá đã xem, được xem, đê sư tí biểu diễn, tha má tài sản, nikhama tí ra đi. Niyama thị trấn, nít chăng luôn luôn. Niwasiti mặt. Nisidana tọa cụ, bát tá bình bá. Bát tha má quát gia tô từ thời ấu thơ. Papachati xuất gia. Papacha sự xuất gia. Papachita bậc xuất gia. Bakara bậc dụng. Rồi còn hết. Gia quá quá giáp bát tăng Parisa quá bầu lọc nước cô đọc trước mất màn hình nữa rồi hay con nghĩ cái này đọc phân nửa đi phân nửa còn lại để người khác chứ không mấy là dài lắm không một mình đọc hết luôn á phần hai một người đọc phân nửa đi chia làm hai đi chia làm hai đi sư cho con hỏi cái động từ mà buji giá tí là động từ thuộc âm thể không sư cái gì buji giá tí đã được cúng dường á thuộc âm thể là cúng hai rồi dạ thì thêm sư vô hả sư thuộc âm thể vậy mời cô Bảo đọc tiếp đi dạ con xin đọc ạ. Parisawana là đồ lọc nước. Pasidati hoan hỷ. Ba răng bên kia, bên đá ba tá vật thực. Bên đa giá chá rá tí đi khất thực. Bu chi tá đã cúng dường. Bu chi giá tí đã được cúng dường. Bu chê tí cúng dường. Bô xí ca người nuôi dưỡng bảo mẫu. Bô xê tí nuôi dưỡng. Bút thá phát trí cá Phật tử. Ramana lô cá. Thiên giới huyết khú tỳ khu. Huyết khú ni tỳ khu ni. Huyết khú săn khá tỳ khu tăng. Ma tút cha di mẫu dì di mẫu. Gia quá. Quá giáp bát tăng cho đến khi trưởng thành. Ra chá bí tú, vua cha, ra chá ma ta bí tú, phụ hoàng và mẫu hậu. Lắp phát tí, nhận được. Quách xí cá, sa tí ca, y tắm mưa. Quý ma ná, ba sa đá, cung điện. Sang khá tí, tăng già lê. Sa ma ná, sa môn. Sa há cha tá, đồng sanh, nhân vật đồng sanh. Su chí cây kim Sê na sá ná trú xứ chỗ ngụ Sô la sá hí A yú pa ma nê hí Pari bun na đã tròn 16 tuổi. Dạ con xin đọc xong ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Sửa cái chữ Pô chi á tí hồi nãy cho sư là được nuôi dưỡng hay bỏ chữ đã như xưa. Nuôi dưỡng bỏ chữ đã. U chi giá tí là cúng dường mà sư. Đã được cúng dường bỏ chữ đã. Dạ. Yeah. Tại nó hiện tại. Lát con sửa rồi sư. Giờ nó thôi. Dạ. Luôn á chứ.
Bạch sư con đọc ạ. À, đọc đi. Attara wa sa sa ka ka y nội a phí rupa khôi ngô tuấn tú arahati mang đến uttara sangha y vai trái upa sa ka thiện nam upasika thiên tín nữ upahana dép eta rahi ngày nay ca tí ban thá ná dây thắt lưng can thắc cát xá ngựa can thắc ca cá ri cả khát tí giá cú lá dòng dõi sát đế lị cú rá dao cạo ga má làng ghi là ná phê xá phây sách trá thuốc trị bệnh kha tí ca rá và ram má phạm thiên gắt khát tí ca rá chát ta rô bách cha ra bốn món vật dụng chi quá ra y phục tí chi quá ra tam y đát thá đã xem được xem đê xê tí biểu diễn thá ná tài sản ních khá má tí ra đi ních gá má thị trấn ních trăng luôn luôn ních qua xê tí mặc ní si đá ná tọa cụ bát tá bình bát bát thá má quá giác tô từ thuở ấu thơ papa chá tí xuất gia papa cha sự xuất gia papa chí tá bậc xuất gia pari kha rá vật dụng pari sa quá ná đồ lọc nước. Bạch sư con đọc xong rồi ạ, đến người khác đọc ạ. Dạ, xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài pari sa quá ná đồ lọc nước. Pasi đá tí quan hỷ pa răng bên kia Pinda Pata vật thực, Pindaya Charati vật thực, Pujita đã cúng dường, Pujiyati đã được cúng dường, Pujeti cúng dường, Posika người nuôi dưỡng bảo mẫu, Poseti nuôi dưỡng, Buddha Batika Phật tử. Ramma Loka thiên giới, Bhikkhu tỳ khu, Bhikkhuni tỳ khu ni, Bhikkhu Sangha tỳ khu tăng, Majuccha dì di mẫu, Yava Vajapattang cho đến khi trưởng thành, Rajapitu vua cha, Raja Mata Pitu phụng hoàng và mẫu hậu, Lapati nhận được, Vasikasa Pika y tấm mưa, Vimana Pasada cung điện, Sangati tăng già lê, Samana Samon Sahasata đồng sanh nhân vật đồng sanh, Suchi y kim Đề Nà Sá Ná, trú xứ chỗ ngụ, Đồ Lá Sá Hí, Hà Dú Phá Mà Nề Hí, Phá Rí, Phùn Nà, đã tròn 16 tuổi. Dạ thưa sư, con kính cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Chân lấy... Đọc tiếp từ đây ạ, à? Đọc tiếp đoạn 2 ạ. À? Antara chị. À. Thưa sư, con xin đọc. Antara wa saka y nội. Á phí ru bá khôi ngô tuấn tú. A há rá tí mang đến. Út tá rá thăng gá y vai trái. Ú ba sát cá là thiện nam. Ú ba sĩ ca là tín nữ, Ú ba há ná là dép, Ê tá rá hí là ngày nay, Cá tí ban há ná là dây thắt lưng, Can hát, can thá, khát xá là ngựa, can thá cá, Cá tí rá cú lá là dòng dõi sát đế lị, Khú rá là sao cạo, ga má là làng, ghi lá nát, thê sách
chá là thuốc bệnh. Gát khát tí ca râm ca rá râm má là phạm thiên. Cá tí ca rá chát tá rô bách chá gia là bốn món vật dụng. Chi quá ra là y phục. Tí chi quá ra là tam y. Đắc là đã. Xem. Đê xê tí là biểu diễn. Há ná là tài sản. Ních hít cá má tí là ra đi. Ní gá má là thị trấn. Ních chăng là luôn luôn. Ní qua xê tí là mặc. Ní si đá ná là phụ. Bát là bề bát. Bá thá má quá giá tô là từ của ấu thơ. Bắp bá chá, chá tí là xuất gia. Bắp bá cha là sự xuất gia. Bắp bá chít ta là bậc xuất gia. Bá rác, bá rít. Ca rá là vật dụng. Còn không ở chân? Hết chưa? Không, có người khác. Người khác họ bảo Yes. Yes, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, yeah, thưa sư xin đọc. Barisha quá ná đồ lọc nước. Barisha đá tí hoan hỷ. Ba răng bên kia. Bình đá ba té vật thực. Bình đà giá. Chá rá tí đi khất thực. Bù trí tá đã cúng dường. Bù trí giá tí đã được cung dường. Bồ trì tí cung dường. Bồ sĩ ca người nuôi dưỡng bảo mẫu. Bồ sĩ tí nuôi dưỡng bút thế. Thách tí cá Phật tử. Rắm má lô cá thiên giới. Vít khú tỳ khô. Vít khú ni tỳ khô ni. Vít khú sân kha. Sân khá tỳ khô tăng. Ma tút cha dì. Dì mẫu. Gia quá. Qua giác bát tăng cho đến khi trưởng thành. Rê trế bí tú vua cha. Rê trế mê tê bí tú phụ hoàng và mẫu hậu. Lê phá tí nhận được. Bác sĩ ca. Sa tí ca y tâm mưa. Quý mê ná. Ba sa đá cung điện. Sân khá tí tăng dạy lê. Sa mê ná sa môn. Sa há trê tá đã đồng sanh nhân vật đồng sanh. Sư trí cây kim. Sê ná, sê ná, sê ná, chú sứ chỗ ngụ. Sô lá sá hí. A yú bá, mê nê hí. Bá rí pun nê. Đã tròn 16 tuổi. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc. Antara Vasaka là y nội, Afirupa là khôi ngô tuấn tú, Aharati là mang đến, Uttara Sangha là y vai trái, Upasaka là thiện nam, Upasika là tính nữ, Upahana là dép, Etarahi là ngày nay, Cá tí băng thá ná là dây thắt lưng. Canh thá cá xá là ngựa. Canh thá ca cá. Canh tí giá cú lá là dòng dõi sắc đế lị. Cú rá là dao cạo. Gam má là làn. Ghi la ná phê xá giá là thuốc trị bệnh. Gá tí cá rá Pháp á là Phạm Thiên, Pratikhara. Chattaro, Pachaya là bốn món vật dụng. Chiwara là y phục. Tichiwara là tam y. Dattha là đã xem, được xem. Desiti là biểu diễn.
Thana là tài sản, Nikkhamati là ra đi, Nigama là thị trấn, Nikchan là luôn luôn, Niwasiti là mặt, Nisidana là tọa cụ, Atta là bình bát, Pathamawayato là từ thuở ấu thơ, Appayati là xuất gia, Appaya là sự xuất gia, Appayita là bậc xuất gia, Parikura là vật dụng. Và bạch sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân không đọc ạ. Dạ. Hay giơ tay có đọc không? Có đọc bài không? À, cũng được chứ. Em đọc cho. À, mời Ngọc Trân. Parisa quá ná đồ lọc nước, Pasi đá tí hoan hỷ, Parang bên kia, Pin đá ba tá vật thật, Pin đa giá chá ra tí đi khất thật, Pu chí tá đã cúng dường, Pu chi giá tí được cúng dường, Pu chê tí cúng dường, Pô xí ca người nuôi dưỡng bảo mẫu, Pô xê tí nuôi dưỡng, Pút tha phát tí cá Phật tử, Rama lô cá thiên giới, Phi khu tỳ khu, Phi khu ni tỳ khu ni, Phi khu săn khá tỳ khu tăng, Ma túc cha dì di mẫu, Gia quá quá giáp bá tăng cho đến khi trưởng thành, Ra chá pí tú vua cha, Ra chá ma ta pí tú phụ hoàng và mẫu hậu, Lắp tí nhận được, Quá xí cá sa tí ca y tắm mưa, Quý ma ná ba sa đá cung điện, Sang kha tí tăng tịch, Samana sa môn, Sa ha cha tá đồng sanh nhân vật đồng sanh, Su chí cây kim, Sê na sa ná trú xứ chỗ ngụ, Sola sa hí Ayupa ma ni hí Paripuna đã tròn 16 tuổi. Em xin hết. Thưa sư, các Phật tử đã đọc xong bài ạ. Rồi mời lớp nghỉ đi. Cô này, Dạ, bài học đến đây đã kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước chư thiên. Xin mời cô. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt các học viên xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasatha chappamattha devanaga mahittika nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra can tu sa sa năng a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra can tu nô ga ru a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít ti ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra can tu nhà ta vô Akasattha chappamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakantu panino Akasattha chappamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakantu no sada idato bunyang asawakkhaya wahang hontu anagate kale Sa thúc. Dạ thầy kinh hồi hướng đã xong, xin mời lớp nghỉ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. À, kính chúc nhiều sức khỏe, kính chào cả lớp. À, xin mời lớp nghỉ. Kính chào cả lớp. Con kính đảnh lễ tri ân sư ạ, con chào cả lớp ạ.